Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chỉ còn vài tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm về cái ngày Tết cổ truyền mỗi năm. Cảm ơn Chúa, rất là vui vì tôi nhận được tin rằng qua sứ điệp trong tuần qua thì đã có một người anh em đã gọi điện thoại cho tôi và nói: một sư Hùng ơi, nhờ ông cầu nguyện cho tôi để cho tôi một cái tên mới. rất thích lại một cái tên mới. Tôi đang đi công tác cho nên là tôi cũng sẽ cầu nguyện, tại vì thật sự là phải cầu nguyện nhiều, không phải là mình muốn là được đâu. Mình muốn thì mình thích là mình muốn đó, nhưng mà bản thân cái người mà được đặt tên phải hiểu rõ được cái tên của mình nữa. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay thì chúng ta được ở trong lời của Chúa, và tôi muốn kích lệ hội thánh của Chúa là những người đang ngồi tại đây để nghe lời của Chúa. Một điều được khích lệ đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên ở trong ân điển của Chúa. Chúa Ngài muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên ở trong ân điển của Chúa. Mình nuôi một đứa con, khi mình sinh ra thì nó cần được sự trợ giúp của cha mẹ, đó là cần được uống sữa, cần được chăm sóc. Mình ẵm đứa bé khi mới sanh ra, không thể nào mà ẵm giống như những người bình thường được, nhưng mà phải đợi cái lưng nó lên và bồng nó ngửa. Tôi nhớ những ngày mà tôi có cái đứa con á, thì tôi phải làm sao để chăm sóc nó. Và một vài tháng sau thì nó cứng cáp, bắt đầu nó được ăn dặm, rồi nó bắt đầu nó trường, nó bò, rồi bắt đầu nó tự đi tập đi. Khoảng độ gần một tuổi thì nó tập đi và bắt đầu nó ăn được những thức ăn đặc. Sau đó bắt đầu nói chuyện được vài tiếng bập bẹ. Và bây giờ cảm ơn Chúa, sau hơn hai mươi mấy năm thì nó có thể tự làm để nó kiếm sống được. Đó là giai đoạn của một người trưởng thành. Và đối với cá nhân của mỗi chúng ta là những người bước đi với Chúa, Chúa không muốn chúng ta trở nên những con đỏ. Đỏ mà từ khi sanh ra cho đến lớn hai mươi mấy, ba mươi năm rồi vẫn còn đỏ. Mình nuôi một đứa con mà gọi là nó bị suy dinh dưỡng. Mình hiểu cái từ suy dinh dưỡng không? Là mình cảm thấy nó rất là khó chịu rồi. Tức là gì? Mình vất vả, và mình cảm thấy rằng mình nuôi một đứa con đó rất là vất vả cho mình. Vì tình yêu của mình, vì đó là con của mình phải nuôi nó, mình phải chăm sóc nó. Huống hồ chi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tốt lành, Ngài muốn chúng ta, và Ngài đặt kỳ vọng chúng ta, Ngài chọn chúng ta, Ngài cứu chúng ta, và Ngài đặt kỳ vọng chúng ta trở nên những người đặc biệt để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Nhưng đôi lúc Ngài cứu chúng ta lắm rồi mà chúng ta giống như con đỏ, cứ phải giống như ăn, phải có người đốt cho ăn, rồi phải có người bồng, phải có người ẵm, phải có người quan tâm mình. Nhưng mà xin thưa quý vị, Chúa Ngài muốn chúng ta từ những người khi được Chúa cứu, bắt đầu từng những nước thang được trưởng thành lớn lên ở trong lời của Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, Kinh Thánh chính là cái thức ăn, chính là cái thức ăn để nuôi sống chúng ta mỗi ngày. Cho nên chúng ta phần phải đọc cái lời của Chúa. Quý vị ơi, Kinh Thánh không phải là một cái quyển mà nó chỉ là có chữ không thôi. Nhưng mà Kinh Thánh có những cái lời quyền năng để biến đổi cuộc đời quý vị, nếu quý vị tin. Vì hãy nhớ điều này nha. Kinh Thánh không phải là một quyển sách bình thường chỉ có chữ và giấy trong đó. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là lời của Đức Trời, có linh quyền năng, có sự quyền năng, có linh nghiệm để người nào tin nơi lời của Chúa, ở trong lời của Chúa và tin lời đó đối với cuộc đời của mình, thì người đó sẽ nhận được sự chữa lành, sự phước hạnh, sự thay đổi. Cho nên quý vị ơi, ông mục sư cũng chưa hẳn là người có thể làm được điều đó. Quý vị hãy nhớ nha, ông mục sư cũng chỉ là người để chia sẻ về những cái kinh nghiệm cuộc đời của ông đó. Ví dụ tôi chia sẻ những cái gì tôi kinh nghiệm cho quý vị. Nhưng mà không gì bằng người đó ở trong lời của Chúa, tin cậy nơi lời của Chúa, và lời của Chúa được thay đổi. Và tôi khao khát rằng hội thánh của Chúa phải là những người biết lời của Chúa, học lời của Chúa, đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và lớn lên trong lời của Chúa. Người đó mới được trưởng thành và thay đổi. Sẽ có giai đoạn tôi sẽ không nói, tôi sẽ cho vị những thức ăn cứng, nhưng mà tôi sẽ cho vị ăn những thức ăn rất là mềm, giống như sữa. Nhưng buổi sáng nay tôi sẽ cho vị một cái thức ăn rất đặc biệt, đó là cái thức ăn này
Cái thức ăn này không dễ dầu gì để chúng ta có thể nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng lên đọc lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 36 đến 46. Xin mời ba Ti dở dùm Kinh Thánh. Chúng ta cùng đọc chung những câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng khởi sự đọc chung. Sau đó Đức Chúa Giêsu với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ: hãy ngồi đây trong lúc ta đi cầu nguyện ở đằng kia. Rồi Ngài đem Phi-rơ và hai con trai Sê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. Ngài nói: linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Đi xa hơn một chút, Ngài sắp mặt xuống và cầu nguyện: trời, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Do vậy con không theo ý con mà theo ý cha. Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì Ngài nói với Phi-rơ rằng: thế các con không thức với ta được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết mà xác thịt thì lại yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này không thể cất đi được thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại thấy các môn đồ vẫn ngủ vì mắt thì quá đừ. Vì vậy Ngài rời họ đi cầu nguyện lần thứ ba và cầu xin y như lời trước. Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng: các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, con người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Trân trọng cái mời Thọ Thánh ăn vào. Rồi, trân trọng Hội Thánh ăn vào. Khi chúng ta đọc lời của Chúa ở trong phân đoạn này thì chúng ta thấy một cái câu chuyện được ký thực lại cho chúng ta. Đó là chuẩn bị để bước vào một cái sứ mệnh mà Chúa Giêsu cần phải gánh vác lấy thay cho nhân loại. Và cái câu chuyện này ghi lại cho chúng ta biết rằng thậm chí cái sứ mạng này nó quá nặng nề, và cái chén này được gọi là chén đắng mà Chúa Giêsu phải nếm trải trong cái giây phút này thật là khó khăn. Và thậm chí Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối, cho nên Ngài nói với các môn đồ rằng: linh hồn ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Và Chúa muốn ngay cái giây phút mà đau buồn, ngay cái giây phút mà Ngài bối rối đó, thì Ngài muốn ở với Đức Chúa Cha để cầu nguyện. Và khi Ngài cầu nguyện á, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong cái câu gốc mà tôi muốn chia sẻ trong sáng hôm nay, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39: đi xa hơn một chút, Ngài sắp mặt xuống và cầu nguyện: cha ơi, nếu có thể được, xin cha chính cho chén này lìa khỏi con. Dầu vậy không theo ý con mà theo ý cha. Tôi đọc lại câu Kinh Thánh này là một lần nữa: đi xa hơn một chút, Ngài sắp mặt xuống và cầu nguyện: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dầu vậy không theo ý con mà theo ý cha. Mình có thể hiểu theo cái thuật ngữ của người Việt mình đó, lạy cha, và nếu có thể được, xin ngài cho cái chén này nó không đến với con được, nhưng mà dầu vậy con vẫn theo ý muốn của Ngài, là ý muốn quyết định cho sự việc này có thể xảy ra hay không. Có một câu hỏi được đặt ra trong sáng hôm nay, đó là: có khi nào trong cuộc đời của chúng ta có những đau buồn, có những bối rối quá đỗi mà chúng ta muốn, nếu có thể được, xin Ngài cất linh hồn con ngay giờ phút này không? Vì những cái khía cạnh trong cuộc đời này nó quá lớn với mình, những áp lực mà mình đối diện nó quá lớn với mình, và đôi lúc mình có từng có suy nghĩ trong suy nghĩ của mình, đó là: Chúa ơi, nếu được, Ngài cất con ra khỏi thế gian này, và thậm chí nếu được, Ngài cất con về với Ngài một cách nhanh chóng đi. Tôi hỏi vì có khi nào chúng ta suy nghĩ như vậy không? Và thậm chí chính cá nhân của mình cũng đã từng nói với Chúa như vậy. Và đó là giây phút Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, đó chính là những giây phút mình đau buồn và mình bối rối. Đó là giây phút mà đau buồn, bối rối. Và không phải chúng ta không thôi, nhưng mà Chúa Giêsu là đứng từ trên trời cao kia, Ngài giáng thế làm người, và Ngài cũng đã gặp cái cảnh ngộ này. Và cái sứ mạng của Ngài không phải là câu chuyện nhỏ, nhưng mà cái sứ mạng của Ngài, cái chén của Ngài, cái điều mà Ngài đang chuẩn bị thi hành đó, nó thật là cao cả và vĩ đại. Đó là Ngài gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của nhân loại Ngài trên thập tự, trên đôi vai của Ngài, trên con người của Ngài. Và Ngài cảm thấy bối rối, và Ngài cảm thấy đau buồn,
Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đó là giây phút Ngài muốn đến gần với Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Và Ngài đã kêu gọi Phi-rơ cùng Gia-cơ và Giăng, tức là hai đứa con của CBD đó, để cùng nhau cùng với Ngài để cầu nguyện. Và tôi muốn nói với quý vị trong buổi sáng hôm nay đó là gì? Đó là nếu ở trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay có những đau buồn, có những bối rối, chúng ta hãy đến để mà cầu nguyện. Hãy chạy đến với Chúa và cầu nguyện. Vì chỉ có ở trong sự cầu nguyện, Chúa mới có thể thêm năng lực cho chúng ta. Hãy nhớ một điều như vậy, khi quý vị gặp những nan đề, gặp những nghịch cảnh, không có câu chuyện nào mà ghi lại cho chúng ta biết đó là gì, Ngài cất hết nan đề khỏi mình đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã từng hứa với chúng ta rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, vì ta là thắng thế gian. Có nghĩa là trong cuộc đời của mình muốn được trưởng thành, mình muốn được lớn lên, thì mình phải va vấp, mình phải gặp nhiều cái hoàn cảnh xảy ra với cuộc đời của mình. Giống như một đứa bé, nó muốn lớn lên mỗi ngày thì nó phải tập bò, nó tập trường, tập bò rồi tập đứng lên, và nó bị té xuống rất là nhiều lần, và thậm chí đầu nó đập xuống đất rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng sao à? Nó lại biết đi. Nó té, nó chày chân, chày tay, rồi đầu cổ nó bữa nay thì sưng một cục này, bữa kia thì sưng một cục kia. Nhưng mà cuối cùng đứa bé nó biết đi. Rồi chưa kể bắt đầu nó tập chạy xe. Không thể nào mà vừa ngồi lên xe là nó biết chạy liền, có đúng không ạ? Nó phải té lên, té xuống, rồi chày chân, chày tay. Cuối cùng nó biết sử dụng được cái phương tiện đó là xe để nó đi đến mọi nơi. Chúng ta là cơ đốc nhân, là người mà Đức Chúa đã chọn chúng ta ở trong thế gian này. Chúng ta muốn được trưởng thành ở trong Chúa thì chúng ta cần phải hiểu cái chén mà chúng ta cần phải nếm trải. Đôi lúc có nhiều cái điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, nó quá lớn với cuộc đời của chúng ta, và dường như chúng ta cảm thấy đau buồn và bối rối. Và đôi lần chúng ta đã nói với Chúa là: Chúa ơi, được thì xin Ngài cất cái điều này khỏi con. Nhưng quý vị hãy nhớ cái cụm từ phía sau của cái lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện đó là gì? Dầu vậy vẫn theo ý muốn của Ngài. Sự khác biệt của cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Dầu vậy vẫn theo ý muốn của Ngài. Quý vị ơi, biết tại sao mà người thế gian họ không giống như chúng ta được? Đó là gì? Họ không theo ý muốn của Ngài, nhưng mà họ theo ý muốn của họ. Và khi họ gặp những đau buồn, gặp những thử thách, gặp những khó khăn, gặp những nan đề trong cuộc sống, thì họ quyết định xử lý cái cách mà họ cho là phải, và họ làm theo cách của mình. Quý vị đọc tư liệu bên ngoài, những câu chuyện, những diễn viên điện ảnh, họ rất là giàu có và rất là nổi tiếng. Trong tay họ có tất cả. Nhưng một ngày nào đó, vì đọc trên tin tức, họ đã tự giận vì họ không chịu nổi áp lực của dư luận. Tại sao? Họ quyết định làm theo ý mình, chứ không chấp nhận được lớn lên ở trong sự việc đó, vì họ không chịu nổi áp lực đó. Buổi sáng hôm nay, chủ đề mà tôi chia sẻ với Hội Thánh của Chúa, đó là chủ đề chén đắng. Tôi được mô tả chén đắng này, nó gồm có 3 thành phần. Thứ nhất, trong chén đắng này nó sẽ có nước lạnh. Vì có nghe cái cụm từ người Việt thường nói là dội một gáo nước lạnh không? Chúng ta đã từng nghe dội một gáo nước lạnh. Cái cụm từ dội một gáo nước lạnh nó có ý nghĩa là gì? Tiên có hiểu từ dội một gáo nước lạnh là gì không? À, làm bất ngờ khó chịu. Chúng ta có thể thường xem một cái bộ phim, khi mà người ta tra tấn á, mà người ta bị những cái người bất tỉnh á, thì họ bị gì? Họ dội một cái nước lạnh là tỉnh liền. Và tôi có một câu kinh thánh để làm nền tảng ở trong cái phân đoạn này. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 tới câu 12 như thế này: phước cho các con vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì thường thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Tôi sẽ đọc lại câu kinh thánh này một lần nữa: phước cho các con vì khi ta các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ,
bắt bớ, vu cáo, mũ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Khi mà chúng ta bị người ta nhục mạ, người ta bắt bớ, người ta vu cáo mọi điều xấu, hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của chúng ta cực kỳ lớn ở thiên đàng. Amen. Chúa không hứa cho chúng ta rằng nếu chúng ta bị bắt bớ, chúng ta bị nhục mạ, chúng ta bị vu cáo mọi điều xấu thì chúng ta phải trả thù. Không. Có đúng không quý vị? Sự khác biệt của Cơ Đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay đối với thế gian đó là khi chúng ta bị nhục mạ, bị bắt bớ, bị vu khống, bị nói xấu, bị vu cáo, chúng ta không cần phải biện minh và trả lời đối đáp với những điều đó. Nhưng mà chúng ta biết một điều, Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy chúng ta đó là gì? Khi mà chúng ta bị bắt bớ, bị nhục mạ, bị vu cáo mọi điều xấu, hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của chúng ta ở trên trời cực kỳ lớn. Hallelujah. Đây là bức tranh nói lên cho chúng ta là Cơ Đốc nhân trưởng thành. Cơ Đốc nhân muốn trưởng thành thì họ phải nếm được cái trái đắng, cái chén đắng, mà trong đó có một vị rất là đặc biệt, đó là nước lạnh. Và khi mà chúng ta bị nói xấu, bị vu khống, bị vu cáo, bị gọi là ném đá chăng nữa, thì chúng ta vui mừng vì phần thưởng chúng ta thật là lớn. Quý vị ơi, khó không à? Khó. Khó. Nhưng phần thưởng của chúng ta thật là lớn. Cái giá trị của Cơ Đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay nhận được từ Kinh Thánh, nó khác biệt với tất cả những gì mà bên ngoài họ dạy chúng ta. Chúa Giêsu nói người ta vả má bên trái thì đưa lườm má bên phải, có đúng không? Còn nếu mà ở ngoài ra người ta đánh mà một đấm á, thì mình phải đấm người ta lại. Đó là cách mà con người thường trả. Nhưng đối với Chúa thì Chúa cho chúng ta biết rằng sao à? Khi mà chúng ta bước đi với Chúa và thờ phượng Chúa, muốn được trở nên thì chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Quý vị ơi, cái điều đặc biệt cho chúng ta buổi sáng nay đó là gì? Những cái điều mà Chúa Giêsu đã từng đối diện trong cuộc đời của Ngài, đó là Ngài đã từng bị nhục mạ, bị vu khống, bị tố cáo, nhưng Ngài không dùng cách để trả đũa. Do vậy theo ý Cha và Ngài có cách để phân xử. Ngài là quan án công chính để xét lẽ công bình cho chúng ta. Amen. Nếu trong vấn đề tài chính chúng ta đang bị gặp khó khăn, bị gặp người ta gọi là gọi người ta ép bức mình, người ta vu khống mình, người ta hại mình, quý làm gì? Hãy nhớ một điều. Hãy nhớ một điều. Phần thưởng chúng ta thật là lớn. Và Cha Ngài có quyền xét lẽ công chính cho chúng ta. Nếu trong gia đình của mình, trong công việc làm ăn của mình, trong hôn nhân của mình, trong mọi điều xảy ra với cuộc đời của mình, ngày hôm nay quý vị ơi, xin Ngài xét lẽ công chính cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tôi không biết vị đang đón diện điều gì trong cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu đã từng đối diện. Câu chuyện ghi lại cho chúng ta biết. Ngày mà Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem, khi người ta nghe Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem, có một con lừa con đang ở tại đó để cởi Ngài. Ngài cởi con lừa đó. Và khi cởi con lừa đó, thì có nhiều người cầm cành cọ và họ tung hô Ngài: Hosanna, Hosanna, vua nhân danh đến cưỡi lừa con. Họ ca ngợi Ngài, họ chúc ta Ngài, họ tung hô Ngài. Nhưng chỉ vài hôm thôi quý vị. Chỉ vài hôm thôi quý vị. Khi Phi-lát hỏi: bây giờ người mà để xử án đó là tên trộm cướp Paraba. Và ông đã so sánh Chúa Giêsu với một tên cướp.
là một tên tử tội, đó là giữa Baraba và Chúa Giêsu. Các người chọn ai? Quý vị ơi, chính những người đã từng tung hô Ngài, chúc tụng Ngài, đã nói liền ngay lúc đó, đóng đinh Giêsu trên thập tự và tha cho Baraba. Cho nên khi chúng ta đọc điều này, tôi không muốn nói về cái hướng tiêu cực cho quý vị, nhưng mà tôi muốn nói về một điều đó là gì? Lòng của chúng ta hãy nhờ cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh ghi lại chúng ta, loài người có hơi thở từ lỗ mũi, chớ nương cậy nơi sức con người, chớ nơi cậy nơi thế lực nào đó, chớ nương cậy nơi con người để giúp đỡ mình, nhưng mà hãy nương cậy nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài có mọi cách để cứu chuộc cuộc đời của chúng ta. Amen. Và chén thứ hai tôi mới gọi là thánh của Chúa, đó là gì? Đó là chén mồ hôi. Ở trong thành phần chén đắng đó, nó bao gồm có những cái gọi là mồ hôi được đổ ra. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng những điều đó, để cho chúng ta biết rằng những gì mà Chúa Giêsu, thay vì Ngài đáng được hưởng, thì Ngài đã hy sinh cho nhân loại. Sự gian khổ của Ngài. Ở đây mình có hình dung được rằng trong 3 năm Ngài thi hành chức vụ. Bây giờ mình tài lắm á, thì mình cũng còn cái xe máy mình đi hầu việc Chúa, có đúng không ạ? Mình đi xe máy, mình đi lên chỗ này, chỗ kia, mình lên đồi, dốc, đèo, theo gió hút, rồi mình cảm thấy người ta rất là khổ. Thời Chúa Giêsu đâu có chuyện như vậy đâu. Và Chúa Giêsu đi thì Kinh Thánh dưới lại là chớ mang tất cả gì, chỉ có Chúa có kêu mang theo đồ ăn thức uống không? Không. Chúa nói không có mang gì cả. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng hành trình mà Chúa Giêsu Ngài đi giảng đạo á, Ngài đi đến mọi nơi á, rất là khó khăn, rất là gian khổ, rất là cực khổ. Không biết là ngày mai ở đâu. Có đúng không ạ? Ngày mai hoặc ngày còn không biết ở đâu. Đó là hành trình Ngài đi, không biết ngày mai ai sẽ tiếp ta. Nếu mà Chúa phải như ông Sa-chê là ông thâu thuế á, hoặc là một người thâu thuế nào đó đó, họ giàu có, họ mời mình vào, họ cho mình ăn buổi tiệc linh đình, hallelujah, cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu mà giàu một cái người nghèo thì sao? Eli, khi mà hạn hán đói kém xảy ra, Chúa kêu ông về một nơi ở, đó là Khe Kerit, có đúng không ạ? Và mỗi ngày Kinh Thánh ghi lại không có ai cho ông ăn cả, không có một con người nào cho ông ăn cả, không có một thế lực nào, không có một tài sản nào hoặc là một đại gia nào giúp đỡ cho ông ngay lúc ông Khe Kerit. Nhưng mà ai à? Con quả. Chúa sai con quạ đến nuôi ông. Tôi không biết con quạ nó lớn cỡ nào, và nó không biết nó gấp cái thức ăn đến cho ông bằng cách nào, nhưng mà Chúa dùng con quạ nuôi ông mỗi ngày. Và cho đến một ngày, cái khe Kerit đó làm gì? Cạn nước hết luôn. Thì Chúa nói ông sao à? Đi đến ai? Lên đến nhà của bà đàn bà quá. Cái người đàn bà sẽ đáp ta là bà này giàu không? Hả? Khổ luôn á. Tại sao khổ? Hết tiền, và thậm chí có những buổi ăn cuối cùng luôn, có nghĩa là gọi là mình nói là ông T, ông Eli là ông nghèo mà còn gặp cái eo á. Người ta nó dùng cái từ mà Việt Nam đó là gì, là lá lành mà gặp lá nát, có nghĩa là cái lá nó nát luôn rồi, lá rách lùm nó nát. Và buổi sáng nay tôi muốn nói một điều là những cái giọt mồ hôi của hành trình Chúa Giêsu đổ ra rất là gian khổ, và Ngài hy sinh cho nhân loại, Ngài làm cho nhân loại, Ngài đem đến sự chữa lành cho những người, người điếc được nghe, người mù được thấy, người chết được sống lại. Và Ngài cứu một ai đó, Ngài đâu có nói rằng chữa bệnh người này phải bao nhiêu tiền không à. Quý vị ơi, bước vào bệnh viện thôi nha, chưa cần làm gì vậy. Làm gì? Đóng tiền. Tôi không cần biết. Ở đây con Trang đi vô bệnh viện biết. Có đúng không ạ? Đóng tiền trước. Vào bệnh viện chưa có biết cái là xét nghiệm, chưa có siêu âm, chưa có gì. Tôi không biết, tại Việt Nam không giống như nước ngoài. Nước ngoài là cấp cứu trước. Nhưng mà Việt Nam vào cấp cứu á, làm gì? Đóng tiền trước. Ngài chữa lành cho bất kỳ ai. Ngài đâu có đòi tiền.
Ngài chữa lành cho 10 người phun, Ngài cũng đâu có đòi tiền. Ngài đi đến từ làng này đến làng kia để chia sẻ phúc âm. Dẫu vậy, hành trình sắp đến của Ngài đó là gì? Chịu chết vì những gì điều đó. Và cảm thấy quá nặng nề. Và Ngài nói với Đức Chúa Cha rằng, phải thật, nếu có thể được, xin cất điều này khỏi con. Cái điều mà tôi học được ở Chúa đó là gì? Ngài biết trước điều sắp xảy ra cực kỳ khó khăn. Nhưng dẫu vậy, Ngài vẫn nói với Chúa Cha một điều đó là, dẫu vậy, xin Ngài nếu được, cất chén này khỏi con, nhưng thuận theo ý Cha. Sự khó khăn nhất đó là gì? Chấp nhận và thuận phục theo ý Chúa. Có bao giờ trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, cái giọt mồ hôi nó định giá cho những gì chúng ta lao động? Chúng ta đổ mồ hôi để chúng ta có được thành quả của chúng ta, nhưng bị người ta cướp không? Bị người ta cướp. Khi chúng ta làm bằng lao động của mình, bằng sức lao động của mình để có được thành quả mà bị người ta cướp. Ở đây có ai bị cướp chưa? Có ai bị cướp chưa? Cướp là gì? Cướp khác ăn trộm không? Sao? Ăn trộm á là ăn trộm là gì? Đó là canh me, giống như cô chị canh me. Chờ mình sơ hở để gì? Trộm là không dám xuất hiện. Còn cướp là gì? Trắng trợn luôn. Đang đi đường, đang đi xe, giật dây chuyền, giật đồng hồ, thậm chí giật luôn xe luôn, giật giỏ sách luôn. Những cái gì mà mồ hôi chúng ta đổ ra, chúng ta mua được cái giỏ sách, mua được cái sợi dây chuyền, mua được cái đồng hồ, thậm chí mua được chiếc xe, bây giờ bị cướp. Tôi hỏi quý vị, vị có việc căm phẫn không? Có tức không? Giận run luôn, tức lắm chứ. Nhưng mà thông điệp tôi muốn nói vì buổi sáng nay đó là gì? Theo ý Cha trên trời, cảm ơn Chúa. Cái sự khác biệt của người cá nhân của chúng ta đó là gì? Những gì mà chúng ta đối diện ngày hôm nay và trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đối diện, chúng ta vẫn cảm ơn Chúa được. Đó là chúng ta trưởng thành. Amen. Mà dù tức lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta trưởng thành. Tường hình như nghe nó cũng bị mất xe đúng không? Có cảm ơn Chúa không? Thiệt không á? Tức lắm, nhưng mà cái sự khác biệt chúng ta đó là cảm tạ Chúa. Phải lúc đó em cảm tạ Chúa là Chúa cho em xe liền luôn. Tôi xin làm chứng, tôi đã từng bị mất xe. Và tôi mất chiếc xe Novo. Tôi cảm tạ Chúa. Một thời gian sau, công an gọi lại, tìm được chiếc xe Novo và trả lại cho tôi. Vì có tin không? Tin không? Tôi đã nhận lại được chiếc xe Novo. Cái sự khác biệt đó đó quý vị, đó là gì? Kinh Thánh Chúa ghi lại cho chúng ta bên kẻ thù cướp chúng ta. Một lần nó phải trả cho bao nhiêu lần à? 7 lần. Đó là lẽ thật của Chúa. Khi mình bị cướp, mình bị mất, lẽ thật cho chúng ta biết rằng nó phải trả chúng ta 7 lần. Mà nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh á, chúng ta biết làm gì có chuyện trả 7 lần. Có đúng không quý vị? Nếu mình không có lẽ thật của Chúa, không có lời của Chúa thì làm sao mình biết rằng kẻ thù nó cướp của mình thì nó trả cho mình 7 lần. Và nếu quý vị ở trong lời của Chúa, bước đi trong lời của Chúa, thì lời của Chúa khích lệ mình, nó đem sự giải phóng cho mình. Đó là gì? Đây là lời Chúa hứa con. Con mất, Chúa sẽ trả cho con 7 lần. Amen. Đó là lời quyền năng. Vì tin lời Chúa, vì amen. Vì amen không à? Quý amen không à? Amen thì mình nhận được. Đơn giản thôi, tại vì mình tin. Tất cả trong quyền năng lời của Ngài. Vì lời của Ngài có sự thay phóng. Dầu vậy theo ý Cha trên trời. Mình không muốn cái chuyện xấu xa xảy ra với mình chứ.
Nhưng mà mình đón nhận nó và Đức Chúa Trời đã có một sự thiết lập. Tôi chỉ cho vị một cái bí quyết. Và mình hiểu đây là nguyên tắc sống của mình. Ngày hôm nay, khi mình rời cái phòng nhóm này, mình bước chân ra phía ngoài kia, người sẽ gặp mình đầu tiên là ai? Đức Chúa Trời chỉ định người đó gặp mình đầu tiên là ai? Ngài có sự sắp xếp. Vì có tin không? Ngày mai thứ hai mình đi làm, người đầu tiên mình gặp là ai? Vì có tin rằng Đức Chúa Trời chỉ định ai gặp mình ngày đầu tiên không? Có không? Vì có tin không? Amen. Tin không à? Tin phải là amen. Tại sao tôi nói lên điều này? Hai câu chuyện mà tôi muốn ví dụ cho vị thấy rõ là khi mà Samuel được Chúa bày tỏ đi tìm một người để sức dầu làm vua tên là Saul. Không biết Saul là ai đâu. Mà Saul cũng đâu có nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm đó là ngày mà định mệnh cuộc đời ông được thay đổi đâu. Có câu chuyện đó là gì? Một ngày kia Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết ở trong Samuel. Một ngày kia khi mà cha của Saul mất con lừa cái, mà bây giờ kêu ông đi ra để tìm con lừa cái. Vì nhớ nha, khi cha của Saul mất con lừa cái và yêu cầu Saul đi tìm con lừa cái, và khi ông đi tìm con lừa cái thì cũng đồng thời ở câu chuyện đó, Samuel đi tìm một người để sức dầu làm vua, và tại một cái giao lộ Saul đã gặp Samuel ở tại giao lộ. Và Samuel đã nhìn thấy Saul và xác nhận đây là người Đức Chúa Trời chọn để làm vua. Câu hỏi đặt ra rằng nếu ngày hôm đó cha của Saul không mất con lừa cái thì làm sao mà có cơ hội để Saul gặp Samuel? Có đúng không ạ? Vậy ngày mai mình bước chân ra khỏi nhà, người đầu tiên mình gặp là ai? Đều có sự sắp đặt của Chúa hết. Đều có sự sắp xếp của Chúa hết. Và điều đó thì cũng cho chúng ta biết rằng ngày mai mình gặp một ai đó giúp mình cũng đều sắp đặt của Chúa hết. Nhưng ngày mai mình gặp ai, người đó đem đến sự quỷ diệt cho mình cũng là điều Chúa cho phép xảy ra. Có tin không? Cho nên mình muốn kết bạn một người nào đó, mình làm ăn với một người đó, mình hợp tác với người đó, mình phải cầu nguyện. Và đôi lúc mình thiếu sự cầu nguyện, mình chuốc lấy cái hậu quả. Người thứ hai tôi muốn ghi lại Kinh Thánh ở trong công vụ, đó là câu chuyện của Saul, một người được gọi là Saul và sau này là Paulo. Một ngày kia khi Saul bắt bớ đạo của Chúa, bắt bớ những cơ đốc nhân á, trên thành Đa-bách, thì có một tiếng từ trời phán: hỡi Saul, Saul, sao người bắt bớ ta? Và ông hỏi: ủa, ông là ai vậy? Tự nhiên có một cái ánh sáng lớn từ trời chiếu xuống và ông hỏi là ai vậy? Thì Chúa mới nói: ta là Giê-xu mà người bắt bớ đây. Kinh Thánh ghi lại là sau khi nhận sứ mệnh đó thì làm gì? Saul bị nuôi mù, không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Và để bày tỏ điều đó thì Chúa dạy, Chúa nói với ông thế nào à? Bây giờ phải vào một con đường ngay thẳng, vào thành Đa-mách, đến con đường ngay thẳng và tìm một người tên là gì? Anani. Và cũng ở câu chuyện, ở bối cảnh khác, Chúa bày tỏ cho Anani sẽ cầu nguyện cho một người tên là Saul khi gặp ông. Và ngươi cầu nguyện cho người này, người này được sáng mắt. Quý vị ơi, khi nói cái câu chuyện này ra, họ đang, Chúa cho chúng ta thấy về bối cảnh của tương lai chứ không phải là quá khứ. Có đúng không ạ? Bối cảnh về tương lai đó là gì? Đó là sự việc sắp xảy ra với Saul là phải gặp một người tên là Anani để cầu nguyện cho ông được chữa lành. Điều đó để cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay, tất cả những gì xảy ra với cuộc đời của chúng ta đều có sự can thiệp của Ngài, đều có sự tái trị của Chúa. Và mục đích của Ngài đó là làm cho chúng ta được lớn lên và trưởng thành hơn. Amen. Đó là lẽ thật của Chúa. Cho nên là đôi lúc chúng ta gặp những cái khó khăn trong cuộc đời mình, gặp biến cố trong cuộc đời mình, gặp nan đề trong cuộc đời mình, mình không hiểu được rằng cái việc mà Đức Chúa Trời Ngài cho phép xảy ra với mình để chi? Để cho mình trưởng thành. Mất xe để làm gì? Cho mình trưởng thành, để mình cẩn thận hơn. Có đúng không ạ? À? Có đúng không Tường? Và tất cả mọi điều xảy ra với mình đều có sự cho phép của Chúa để cho mình trưởng thành hết. Mà nếu mình không học được bài trưởng thành đó thì tiếp tục học tiếp.
Bây giờ đi xe, tôi nhớ một ngày kia Tường mời coi đi ăn tối. Khi mà ăn tối thì vào trong bãi giữ xe thì cái bạn giữ xe đó, bạn không có đưa thẻ xe cho tôi. Tường vào, Tường nói, tại sao anh không lấy thẻ xe? Lỡ mất xe gì mình có cái thẻ xe để mình chứng minh là mình đã gửi xe. Có đúng không ạ? Tại vì cẩn thận rồi, bị rồi cho nên bây giờ rất là cẩn thận. Đó là một cái bối cảnh để cho mình trưởng thành hơn. Khi mình vấp ổ gà thì không có nghĩa là mình tiếp tục vấp ổ gà nữa. Mình đi tới một con đường đó và ở đoạn đường đó, ở chỗ đó nó có một ổ gà rất là lớn, mình đã từng bị vấp ổ gà đó rồi, thì mình trưởng thành hơn. Có nghĩa là lấp vấp tiếp coi đúng không ạ? Không, mình gặp tới đó là mình phải né ra. Và điều thứ ba đó là chén nước mắt. Ở trong chén đắng của Chúa cũng có nước mắt. Cái nước mắt của chúng ta nói lên điều gì? Những hiểu lầm, những sự phản bội, những nỗi lòng không thể nói ra được, sự dồn ném từ bên trong cuộc đời được tuôn ra. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 15-16 và nói rằng: các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông? Họ trả cho tên đó 30 miếng bạc. Từ lúc ấy Giu-đa tìm cơ hội để phản ngài. Tôi xin đọc lại trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 15-16 và nói rằng: các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông? Họ trả cho tên đó 30 miếng bạc. Từ lúc đó Giu-đa tìm cơ hội để phản ngài. Ở đây ai biết Giu-đa là ai không ạ? Cô Trang biết cô Giu-đa là ai không? Không. Giu-đa là một trong số 12 môn đồ của Chúa, là người ở với Chúa, ăn với Chúa, được ngài dạy dỗ mỗi ngày, và thậm chí người đó được gọi là thủ quỹ của đoàn truyền giáo, người giữ tiền đó. Và cho đến một hôm Kinh Thánh ghi lại, ông đến gặp những người muốn bắt Chúa và ông hỏi: ông ra giá nếu tôi nộp cái người mấy ông muốn á cho các ông thì các ông sẽ trả tôi bao nhiêu? Họ nói rằng họ trả 30 nén bạc. Và từ lúc đó âm mưu tạo phản ở lòng của Giu-đa bắt đầu có manh mún. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Ông đã bán Chúa lấy 30 nén bạc. Ông đã bán Chúa lấy 30 nén bạc. Tại sao? Tại vì ông đã phản Chúa. Từ khi có sự trả giá, từ khi có lệnh bán Chúa, từ khi có những cái điều kiện được đặt ra, thì lúc bây giờ đi đến một cái hành động, đó là gì? Làm sao để có 30 nén bạc? Và cuối cùng đó là bán Chúa, là kẻ bán Chúa, chỉ điểm và bán Chúa. Tôi hỏi quý vị, Chúa Giêsu đau không? Quý vị đọc kỹ Kinh Thánh ở trong đoạn này nha. Đó là ngài biết ai phản ngài. Thậm chí trong buổi tiệc ly, gọi là tiệc thánh á, ngài nói rằng ai là kẻ phản ta. Nhiều người thắc mắc hỏi ai là kẻ phản ta. Chúa nói người nào mà ta đưa chén đưa bánh đây, người nào lấy tay ra nhận, người đó là phải phản ta. Có đúng không ạ? Chúa biết hết. Nhưng mà ở bối cảnh này, Kinh Thánh ghi lại đâu? Ngài khóc, nước mắt ngài rơi. Vì tại sao tàn nhẫn quá? Một người con thương, con nâng họ lên, con dạy cho họ, con chỉ biểu cho họ, con đào tạo họ, con huấn luyện họ, con muốn họ trở nên những người chiến binh cho ngài, con muốn họ tận hiến cho ngài, và họ giúp đỡ con ở trong hành trình phục vụ Chúa, để làm sao tốt hơn cho vinh quang của Chúa. Nhưng bây giờ, nó đã phản con, và bán con. Chúa đã khóc, mà Chúa phải nếm cay đắng đó. Một ngày kia thì tôi đi công tác bên Úc, có một cái giáo sĩ, một ông mục sư đó, họ chăm sóc hội thánh mấy ngàn người ở tại Singapore. Ông dạy Kinh Thánh cho chúng tôi, ông làm chứng lại hành trình ở hội Chúa kết quả. Thì có nhiều người hỏi ông một câu: vậy điều nào là điều khó khăn nhất ông trong cuộc đời ông hầu việc Chúa? Ông suy nghĩ một lúc lâu, ông trầm ngâm một xíu và ông nói:
Tôi hầu vì Chúa kết quả. Chúa ban phước cho công việc Chúa kết quả. Nhưng có tất cả mọi khó khăn, thậm chí những cái gì khó khăn nhất ông đều chinh phục. Nhưng mà khó khăn nhất mà ông không gọi là rất là khó khăn để vượt qua. Vì biết đó là gì không? Và ông nói lên, đó chính là sự phản bội. Và ông đã khóc rất là nhiều. Chúa Giêsu ngài nếm một trái đắng mà ngài cảm biết nó quá khó cho ngài. Mà tôi học được một điều đó là gì? Dầu vậy theo ý cha. Và ngài đã thuận theo ý cha để ngài nếm trái đắng khi họ nước mắt của ngài tuôn rơi. Mồ hôi ngài tuôn rơi. Ngài khóc. Và không phải một lần, Kinh Thánh ghi phân đoạn này đó là 3 lần ngài cầu nguyện. Và ngài muốn cái điều đó nó không đến với mình. Ngài muốn cái điều đó nó không xảy ra với mình. Ngài muốn điều đó không thể nào đến với mình được. Vì nó quá nặng nề cho mình. Và làm sao, Chúa ơi, xin ngài cất chén này khỏi con. Chúa ơi, xin ngài đến và giúp đỡ con. Vì ơi, cái chén đó nó nặng nề tới nỗi mà Kinh Thánh ghi lại một ngày kia, ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Và ngài, lúc mà ngài chuẩn bị tắt hơi thở cuối cùng á, ngài đã nói thế nào à? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Điều đó có thể nghĩ dịch theo nghĩa của tiếng Việt mình đó là gì? Đức của trời, tôi ơi, Đức của trời, tôi ơi, ngài sao ngài lìa bỏ con? Có khi nào trong cuộc đời của mình gặp những áp lực, gặp nắng nặng đời, nó dường như mình cảm thấy không có Đức của trời ở cùng mình không à? Có không vậy? Có rất là nhiều điều. Và tôi được học một bài học. Có đôi lúc mình muốn trưởng thành, mình chỉ có một mình mà thôi. Dường như Đức Trời đứng đó và ngài quan sát để xem cách mình làm, xem cách mình hành động, xem cách mình đối diện, xem cái phản ứng của mình ra sao khi mình đối diện với tất cả những điều đó xảy ra với mình. Lúc bây giờ là Chúa Giêsu chỉ có một mình ngài, và đúng ra từ của người Việt Nam mình đó, ở miền Tây đó là có mình nên thôi. Có đúng không ạ? Thậm chí ngài cảm biết rằng ngài sự cô độc đối với ngài quá lớn, cho nên ngài muốn có môn đồ tên là Phi-rơ và Gia Cơ Văn là 3 môn đồ thân cận với ngài, cùng đi với ngài chứ, có đúng không ạ? Nhưng 3 môn đồ này cũng gọi là giống như là không quan tâm luôn. Và trong khi ngài tha thiết để kêu cầu với Đức Chúa Cha thì những người này làm gì? Ngủ. Vô tư. Không quan tâm. Và ngài cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng quý vị ơi, hãy nhớ một điều là có đôi lúc trong cuộc đời của mình, Chúa đặt mình ở trong hoàn cảnh cô đơn để mình trưởng thành. Amen. Chúa đặt mình vào hoàn cảnh cô đơn để mình trưởng thành. Và khi cô đơn ở tại đó, không phải là ngài không thấy, không phải là không nghe, nhưng ngài đang quan sát xem tôi và quý vị phản ứng thế nào khi gặp những nan đề đó. Và có tin rằng tất cả mọi sự đều là bởi Đức của Cha ngài cho phép xảy ra để cho chúng ta trưởng thành. Tôi muốn nói với cô Thanh trong buổi sáng hôm nay, khi cô gặp những điều xảy ra với cuộc đời mình, hãy giơ tay lên và nói: Chúa ơi, xin ngài biết nan đề của con và xin ngài giải cứu con. Cô Thanh amen chứ? Chúa ngài quan sát từng người. Chúa ngài hiểu nỗi lòng của mỗi người, tôi và quý vị tại đây. Nhưng hãy giao phó mọi điều của lo lắng của mình cho ngài, vì ngài hay săn sóc chúng ta. Nước mắt, mồ hôi, nước lạnh, 3 thành phần chính ở trong chén đắng. Và tôi muốn khích lệ hội thánh Chúa buổi sáng hôm nay, đừng tìm dịp trả thù, nhưng hãy giao mọi điều đó ở trong tay của Chúa. Và ngài là Đức Chúa Trời quan án công mình, xét lẽ công chính cho chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện cho lời của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của ngài. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng nay ngài đã với chúng con trong lòng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh
nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.